Hello mọi người, đây là cửa khẩu Sóc Giang nhé. Cửa khẩu tại Hà Quảng. Hiện nay thì ở đây họ đang xây dựng cái công trình tòa nhà cửa khẩu rất là đẹp. Mình đã có dịp lên tham quan. Hy vọng trong tương lai thì mình sẽ được một chuyến đi chơi Trung Quốc. Rất là đẹp, công trình rất là đẹp hiện tại. Tuyệt vời luôn. Kia là Trung Quốc đang làm việc đây để phòng xuất cảnh này, cửa có Sóc Giang này, bên kia là trạm biên phòng này, bên kia mình trong này xem mấy em người Trung Quốc đang làm việc này. Đấy, bên kia chỗ xe ô tô đỏ đỏ là Trung Quốc nhá. Bên kia là Trung Quốc mọi người nhá. Cửa khẩu Sóc Giang là cửa khẩu của quốc gia, nằm tại vùng đất bản Cốc Tự, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, cách thành phố Cao Bằng khoảng hơn 40 km. Cửa khẩu thông sang cửa khẩu Bình Mãng của huyện Ma Pha, thành phố Bản Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Lâu nữa đi bảo là biên phòng xe đen uống rượu.